Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, có một câu chuyện khó tin về nạn nhân bị xét đánh ở Điện Biên, an táng gần 4 năm, vẫn bị kẻ xấu quật mộ ra lấy hải cốt. Kinh dị hơn sau khi vụ việc được phanh phui, người ta mới biết rằng hải cốt được bán sang bên Lào một phần để làm bù chú. Câu chuyện này vẫn là đề tài bàn tán của rất nhiều người dân phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nội dung chi tiết của vụ việc này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. đó là nấm mộ của cô vũ thị lê sinh viên trường trung cấp y của tỉnh lai châu khi đó chưa tách tỉnh về thực tập ở bệnh viện huyện điện biên đông một hôm trên đường đi về nhà khi ngang qua sân bay mường thanh cô bị luồng ánh sáng cực mạnh nhằm trúng đại thể cô cháy đen thùi co quắp rất thương tâm tử thi nạn nhân được gia đình mai táng tại nghĩa trang hòa bình gia đình biết có việc một số người hay đi tìm mộ của những người bị xét đánh để trộm xương, nên cũng cắt cử người trông nom một phần. Nhưng gần 4 năm sau, hài cốt của cô đã bị đào trộm một cách bí ẩn. Ở một diễn biến khác, thủ phạm chính gây ra vụ án tham nhũng mường tè, một vụ án điểm và được dư luận đặc biệt quan tâm là Trần Hùng Sơn, vẫn thường gọi là Sơn Sồm, giám đốc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Miền Núi, một doanh nghiệp nhà nước. Nhiều người không hiểu sao, Trước đó, Sơn Sồm là một gã bán phở, bán thịt lợn ở cửa chợ Điện Biên. Học hành chỉ hết lớp 5, lớp 6 gì đó mà lại nhảy lên làm tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước và rồi lại còn đang đi làm luận án tiến sĩ ở Mỹ. Vù vù thăng tiến trong một thời gian ngắn trước khi bị bắt. Quá trình điều tra vụ án tham nhũng cực lớn này mới lộ diện những tài đình về Trần Hùng Sơn. Đó là những vụ buôn bán buôn chất cấm những vụ lừa đảo khác. Và Sơn Sồm cũng là chủ mưu chính trong vụ đào mộ trộm tử thi gây xôn xao ở tỉnh Điện Biên năm ấy. Thời điểm đó, Sơn Sồm đang còn là một gã bán phở ở chợ. Khi biết có thông tin về một người dân bị xét đánh, hắn đã vào cuộc tìm hiểu. Hắn tìm gặp một nhân viên của bệnh viện huyện từng tham gia mai táng cô Lê và bà đã chỉ cho hắn ngôi mộ của cô. Hắn thuê bốn người đàn ông trong xã Thành Minh Cũ nay là phường Non Bua, thành phố Điện Biên Phủ, đào trộm hài cốt vào ban đêm. Chẳng hiểu cô Lê có linh thiêng hay không, nhưng sau đó hoạn nạn liên tiếp đổ xuống đầu mấy người. Bản thân Sơn Sồm đã phải trả giá bằng một bản án trung thần. Trong bốn người đào mộ thì ba người đã mất sau những tai họa bí ẩn. Người duy nhất còn sống cho đến tận bây giờ là ông Đoàn Văn Diệp, nhà ở đội 16, phường Nong Bua. Ông Diệp cũng là người duy nhất trong nhóm bốn người trước khi đào trộm mộ đã mua hoa quả, hương hoa để khấn vái người quá cố. Tuy nhiên, ngôi nhà của gia đình ông từng bị hỏa hoạn một cách khó hiểu. Ông Diệp vẫn nhớ người bạn thân của mình có tên đầy đủ là Chu Minh Chiến, còn hai người kia chỉ nhớ là tên Tài và Điền. Câu chuyện bắt đầu từ năm ông 40 tuổi. Thời thanh niên, ông Diệp từng có thời gian đi bộ đội, gia quân lập gia đình và về công tác tại nông trường ở Điện Biên. Bản thân ông lúc đầu cũng chỉ biết là trong bãi tha ma của làng có một người từng bị xét đánh và chôn cất ở đó. Một chiều tháng 9, ông Diệp và ông Chiến đang rỗi rãi ngồi uống nước chè ngay trước cửa thì ông Điền và ông Tài đến nói chuyện. Ông Điền tiết lộ có người thuê một việc, chỉ làm trong một buổi với giá 500 ngàn. anh em có muốn làm không? rồi chúng ta chia nhau giá trị số tiền thời điểm ấy quy ra bằng cả con lợn tạ mặc dù chưa rõ là việc gì ông điền lại cam kết rằng không phải việc phạm pháp như buôn chất cấm hay là buôn vũ khí nên ông diệp và ông chiến gật đầu nhận lời xong ông điền mới nói rõ là bị họ lôi kéo đi đào trộm mộ biết là việc thất đức nhưng nghĩ đến gia cảnh nghèo khó tiền công lớn và đã nhận lời với ông điền cho nên ông Diệp và ông Chiến chỉ biết tặc lưỡi, bàn tính phần công kế hoạch. Đêm mùa thu tháng 9, bãi tha ma của xã nằm giữa đồng không mông quạnh, vắng vẻ thê lương đến rợn người. Bốn bóng đen lặng lẽ tiến đến ngôi mộ của cô giáo Lê. Có lẽ đã qua một thời gian dài lại được đổ xi măng chắc chắn nên người nhà cô giáo Lê yên tâm không cử người ra trông coi ngôi mộ nữa. Sau một hồi bàn tán, nhiệm vụ được phân công rõ ràng. Tài đi ra giữa cánh đồng làm nhiệm vụ cảnh giới. Điền thì chuẩn bị đầy đủ vải, túi ni lông chờ nhận hàng. Con Diệp và Chiến đích thân đào mộ. Ông Diệp bày hoa quả, thắp hương rồi lầm dầm khấn vái. Cô giáo Vũ Thị Lê, anh là đoàn văn Diệp và Chu Minh Chiến. Con đồng, nhà nghèo, đến đây vì người ta thuê các anh. Cứ biết mang lên tắm rửa sạch sẽ cho em còn nó mang em đi đâu làm gì thì các anh không biết em tha tội và phù hộ cho bọn anh trần hùng sơn chính là chủ mưu trong sự việc này hai người dùng dụng cụ lao động đào lên ván gỗ vẫn còn chưa hề mục nát dính đầy đất cát dòng nước đen ngòm bốc mùi khó chịu thoát ra ông diệp cảm thấy sợ hãi nhảy lên trên bờ hố một mình ông chiến mặc quần đùi cởi trần trực tiếp xuống mỏ xương cốt lên bốc hết từ đầu đến cuối. Ngay trong đêm hôm ấy, Điền cho xương vào túi ni lông, buộc chặt vào xe đạp, trở thẳng đến nhà Sơn Sồm. Sơn Sồm không nói gì cả, cũng không thèm cất giấu. Dừng dưng cầm túi ni lông, bọc hài cốt cô Lê, bỏ ngay cạnh giếng nước của gia đình. Bảo ông Điền cùng mọi người về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai ra thanh toán tiền công. Sáng sớm, cả nhóm kéo đến quán phở đòi tiền. Sơn bảo là không thể trả được vì sau khi kiểm tra kỹ bộ xương thì phát hiện thiếu mất xương bánh chè yêu cầu mọi người phải đi tìm lại diệp và chiến không tin nhưng vẫn bán tín bán nghi quyết định ngay buổi tối kéo ra bãi tham mà cuối cùng hai người chỉ mò được thêm một chiếc xương và lược chôn cùng với cô giáo lê mảnh xương còn thiếu như sơn sồm đã nói thì không thể tìm thấy hôm sau nữa thì nhận được tin sơn đã mang hài cốt của cô lê sang tận bên lào chưa hẹn ngày về không còn cách nào khác cả nhóm đành quay về nhà đằng đẵng một tháng sau mà không thấy hồi âm lại chiến sang nhà diệp uống rượu và ấm ức tâm sự vợ em chuẩn bị đẻ rồi vì không có tiền nên em mới nhận lời làm các việc thất đức như thế này cuối cùng hóa ra anh em mình bị lừa em ức lắm chả lẽ em cho quả bộc phá vào nhà chúng nó cho nổ tung hết đi ông diệp cũng chỉ biết an ủi bạn bình tĩnh chờ xem mọi việc diễn biến như thế nào rồi rủ thêm cả ông tài sang nhà ông điền đòi tiền lúc đó mọi người nghi ngờ sơn sồm với điền thông đồng với nhau ăn hết mà không thèm chia phần qua đến nhà thì thấy ông điền đang ốm nằm bẹp cả tuần điền cho biết mấy ngày vừa qua trong người mệt mỏi toàn gặp ác mộng mờ thấy cô giáo lê về đứng trước cửa nhà kêu khóc oán thoán ông điền lúc đó kể thêm buổi đêm hôm nhận hài cốt ở bãi tha ma từ diệp và chiến chuyển ra ông đã buộc rất kỹ càng nhưng không hiểu sao mà vừa ra đến đường làng thì sọ cô lê lại rơi ra ngoài lăn lông lốc xuống ruộng dù rất sợ hãi nhưng điền vẫn nhảy xuống nhặt lên tí thì bị một con rắn dưới ruộng đớp phải quay trở lại với nhân vật trần hùng sơn nghe đồn sau vụ đào trọng mộ gã mang hài cốt sang bên lào và đổi được một số tiền lớn. Mùa ngày hai chiếc xe sim son, một tài sản có giá trị rất lớn thời đó, suốt ngày đèo vợ con diễu phố. Lúc đầu không biết, ai cũng thắc mắc tại sao một gã bán phở mà lại có thể giàu có đến như thế. Ông Diệp cũng chỉ mới gặp Sơn sồm trong một lần đến đòi tiền. Ông vẫn nhớ gã có dáng người đậm chắc, hàm dâu quay nón rộng và có vẻ ngoài như một diễn viên điện ảnh. Tuy nhiên, mồm mép thì liến thắng liên hồi. Hắn cứ chơ chơ không trả tiền cho mọi người, với lý do cả bốn ông đều không làm đúng yêu cầu, thiếu mất một bộ phận. Về sau, nghe đồn là do gã có quen biết với một vị lãnh đạo của tỉnh Lai Châu, nhờ dẻo mồm, dẻo mỏ mà được chú ý cất nhắc, đề bạt và cứ thế vù vù thăng tiến. Sơn sồm leo lên đến chức tổng giám đốc của một công ty xây dựng. Thế nhưng, Cuối cùng thì hắn cũng bị ngã ngựa. Âu cũng là giá phải trả cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Thưa quý vị, kết thúc câu chuyện ông Diệp tâm Dự trong câu chuyện này, dù sao tôi cũng chỉ là một nạn nhân và cũng vì trước nghèo khổ quá mới làm chứ không có ý đồ xấu, cho nên tôi mới thấy thanh thản khi gia đình tôi được như bây giờ. Mọi việc đã qua, khu vực trên cũng là một bài học lớn cho tất cả mọi người. Hãy luôn sống lương thiện, đừng làm điều gì thất đức, có tội với người đã khuất. Đặc biệt là sẽ bị giản vật lương tâm đến suốt cuộc đời. Đến đây thời lượng của chương trình cũng khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại!